Cô chào các bạn. Hai tuần trước, các bạn đã được học những bài thuộc chủ điểm thương người như thể thương thân. Để tăng thêm vốn từ về chủ điểm này, hôm nay chúng ta cùng nhau học phân môn luyện từ và câu bài mở rộng vốn từ nhân hậu đoàn kết. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm thêm các từ ngữ thuộc chủ điểm nhân hậu qua bài tập 1. Bài 1. Tìm các từ A chứa tiếng hiền. Cô gợi ý, các bạn có thể dùng từ điển hoặc tra cứu trên Google để thực hiện bài tập này. Mỗi phần A, B, các bạn có thời gian 5 phút để thực hiện. Khi thực hiện, các bạn vui lòng bấm dừng để có thời gian làm bài nhé. Các từ chứa tiếng hiền: hiền diệu, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền từ, diệu hiền. Tìm các từ B chứa tiếng ác. Các bạn có thời gian 5 phút để làm bài. Các từ chứa tiếng ác: hung ác, ác độc, ác cảm, độc ác, ác mộng, ác khẩu, tội ác. Qua bài tập vừa rồi, chúng ta đã biết thêm nhiều từ ngữ thuộc chủ điểm nhân hậu. Bài tập 2 tiếp theo sẽ giúp chúng ta thêm vốn từ thuộc chủ điểm nhân hậu đoàn kết. Bài 2. Xếp các từ sau vào ô kết hợp trong bảng: nhân ái, an ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo. Các bạn lưu ý trong bảng, cột đầu tiên ghi tên chủ điểm, nhân hậu, đoàn kết. Cột có dấu cộng để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết. Cột có dấu trừ để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết. Cô ví dụ, từ nhân ái thuộc chủ điểm nhân hậu thể hiện lòng nhân hậu nên cô sẽ ghi vào hàng 2 cột dấu cộng. Từ tàn ác thuộc chủ điểm nhân hậu trái nghĩa với nhân hậu nên cô sẽ ghi vào hàng 2 cột dấu trừ. Cô mời các bạn làm bài nhé. Nào, chúng ta cùng nhau sửa bài. Các từ thuộc chủ điểm nhân hậu thể hiện lòng nhân hậu: nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ. Các từ thuộc chủ điểm nhân hậu có nghĩa trái với nhân hậu: tàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo. Các từ thuộc chủ điểm đoàn kết thể hiện tinh thần đoàn kết: cưu mang, che chở, đùm bọc. Các từ thuộc chủ điểm đoàn kết có nghĩa trái với đoàn kết: bất hòa, lục đục, chia rẽ. Qua bài tập 1, 2, các bạn học thêm được nhiều từ ngữ thuộc chủ điểm nhân hậu, đoàn kết. Bài tập 3 sau đây sẽ giúp các bạn biết thêm một số thành ngữ thuộc chủ điểm này. Bài 3, hãy chọn từ ngữ trong ngoặc đơn: đất, cọp, bụt, chị em gái,
Điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các hành ngữ bên dưới. Các bạn sẽ làm từng câu nhé. A. Hiền như 3 chấm. B. Lành như 3 chấm. C. Dữ như 3 chấm. D. Thương nhau như 3 chấm. Cô mời các bạn làm bài nào. Chúng ta cùng sửa bài nhé. A. Hiền như bụt. B. Lành như đất. C. Dữ như cọp. D. Thương nhau như chị em gái. Bài học hôm nay không chỉ cung cấp thêm từ ngữ, thành ngữ thuộc chủ điểm này, mà còn giới thiệu thêm các câu tục ngữ thường được dùng trong cuộc sống qua bài tập 4. Nối mỗi thành ngữ, tục ngữ ở cột A với ý nghĩa thích hợp ở cột B. Cột A: môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm, nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách. Cột B: người có cuộc sống đầy đủ, giúp đỡ đùm bọc người khốn khó, bất hạnh, giúp đỡ san sẻ cơm áo, tìm bạc cho nhau khi khó khăn, hoạn nạn, đau xót khi người thân gặp nạn, bị tổn thất. Những người thân thích luôn gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. Cô mời các bạn làm bài nhé. Cô có đáp án như sau. Môi hở răng lạnh có nghĩa là những người thân thích luôn gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. Máu chảy ruột mềm có nghĩa là đau xót khi người thân gặp nạn, bị tổn thất. Cơm xẻ áo có nghĩa là giúp đỡ, san sẻ cơm áo, tìm bạc cho nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Lá lành đùm lá rách có nghĩa là người có cuộc sống đầy đủ, giúp đỡ, đùm bọc người khốn khó, bất hạnh. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô chào tạm biệt các bạn.